Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hóa ra đây là bí quyết giữ ngoại hình chuẩn suốt 4 thập kỷ của Lưu Đức Hoa. Lưu Đức Hoa là một trong những ngôi sao hiếm hoi của Hong Kong không bị chê bai về ngoại hình. Xuống sắc, anh luôn có một thân hình chuẩn suốt 4 thập kỷ qua. Trong hơn 39 năm của sự nghiệp giải trí, Lưu Đức Hoa chưa từng nhận bất kỳ chỉ trích nào về hình thức không biết giữ phong độ. Từ khi khởi đầu sự nghiệp vào năm 1981 cho đến nay, công chúng chưa một lần thấy Lưu Đức Hoa mất kiểm soát về trọng lượng. Vậy, làm thế nào mà thiên vương 58 tuổi này có thể giữ được vóc dáng cân đối trong 4 thập kỷ? Bí mật này đã được đồng nghiệp của anh, nữ diễn viên Lưu Gia Linh, tiết lộ trong một chia sẻ mới đây. Và nó không liên quan đến bất cứ điều gì điên rồ như chế độ ăn toàn cà chua hoặc cố gắng sống sót với một bữa ăn siêu đơn giản mỗi ngày. Theo Lưu Gia Linh, Lưu Đức Hoa đã giới thiệu cho cô chế độ ăn kiêng 16-8, một hình thức nhịn ăn gián đoạn phổ biến. Bạn không ăn bất kỳ thứ gì từ 7 giờ tối đến 11 giờ ngày hôm sau, và sau đó bạn ăn bất kể thứ gì bạn muốn trong 8 giờ tiếp theo, Lưu Gia Linh nói. Nó rất hữu ích và đó là lý do Lưu Đức Hoa không bao giờ bị béo. Tất nhiên, Lưu Đức Hoa không thật sự ăn bất kỳ thứ gì anh muốn ngay cả ngoài thời gian phải nhịn ăn của chế độ ăn kiêng này. Vợ anh và con gái được cho biết đều là những người ăn chay nên Lưu Đức Hoa đã loại bỏ thịt trong thực đơn của gia đình anh từ 6 năm trước. Ngôi sao 58 tuổi cũng đã kiêng gạo trắng trong hơn 10 năm qua và chỉ ăn gạo trộn với ngũ cốc. Lưu Đức Hoa cũng nghiêm khắc về nhiệt độ đồ uống của mình. Anh không uống bất cứ thứ gì lạnh trong hơn 3 thập kỷ qua. Anh uống nước nóng nhưng không quá nóng vì nhiệt độ nước như thế này được cho là giúp tăng cường lưu thông máu và trao đổi chất, nó cũng làm chậm quá trình lão hóa cơ thể. Ha ha ha, 问什么的说呵。